Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em sản phẩm xe điều khiển có sử dụng thêm servo để làm cánh tay robot. Đây, mình xin review qua sản phẩm này. Cấu điều khiển mình sử dụng hai bánh trao, bộ vi xử lý mình sử dụng là Arduino Uno R3 và điều khiển từ xa bằng Bluetooth. Con servo để làm cánh tay mình sử dụng là con MG9996. Con này thì khá là khỏe, có thể kéo được khoảng độ 3 cân rưỡi, thì anh em tùy theo mục đích sử dụng vào vật mình định kéo là vật nặng hay nhẹ mà anh em có thể đổi thành servo khác, có thể dùng SG90 để thay thế hoàn toàn ok. Rồi sau đây mình sẽ test thử chạy thử cho anh em xem. Đây, công tắc khởi động rồi, ok rồi, mình ở tải app điều khiển rồi. Bằng Bluetooth nên mình sẽ tải app. Anh em vào cửa hàng search ứng dụng RCK. Đó, vào cái đầu tiên Arduino Bluetooth RCK. Ok. Ứng dụng này khá là nhẹ. Rồi đã xong. Rồi. Sau đó, đây là màn hình của ứng dụng đây. Mình sẽ connect vào chiếc xe của mình. Rồi, vào đây. Connect to car. Phải ghép đôi ở ngoài đã rồi. Đây, mình vào cài đặt này. Bluetooth này. Rồi, giờ thiết bị này này. Đó. Bát để mặc định là 1 1 2 3 4 nhá. Ok. Đã ghép đôi thành công. Đó. Mình quay trở lại ứng dụng. Connect to car. Đây, HC05 đây. Thiết bị của anh em đây. Rồi, đã connect đây, đèn báo màu xanh có nghĩa là connect thành công nhé. Rồi, sau khi connect thành công, đèn sẽ báo màu xanh ạ. Đây, đèn báo đây, chỗ này để connect đây. Đây, mình đã connect này, disconnect này. Thao tác lại này. Connect to car này, thiết bị là HC05 đây. Đó, connect thành công rồi. Khi đèn báo màu xanh, tức là đã kết nối với thiết bị thành công. Mình sau đây mình chạy thử này. Đó, tiến lùi cái rồi hạ servo này, mở servo này, tiến lùi này, rồi lùi này, tiến này, dễ này, tiến đây, rồi hạ servo xuống này. Đó, anh em thấy servo này. Đó, đó, cái này nó là một cánh tay robot, nó sẽ sử dụng nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Rồi, ok. Về cơ cấu lắp cũng như là về code thì mình có anh em muốn mình có thể chia sẻ ở dưới bài video này. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi.